tuyên truyền nữa. Trời ơi, biểu diễn chứ. Ồ, chị đi đã có kinh nghiệm. Trời ơi. Trời ơi. Bắt đầu. Một cái tiếng ghê quá. Ta nhìn dơ quá vậy. Trời ơi. Trời ơi. Thổi văng quá nha. Từ 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 từ. Châm thì lâu thế rồi. Từ 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 từ. Từ từ đợi chứ. Để đón là đây thôi. Trời ơi, bé này. Để từ từ đốt lên là thổi cho nè. Để đốt. Không ấy đồ em từ thổi từ đốt đi. Qua đây. Lại xíu không? Mỏi rồi, giờ mỏi rồi. Chị lẹ đi. Rồi. Mỏi bự chứ cũng mỏi bụng. Rồi, rồi, rồi. Thôi, thở, thở đi. Giờ mỏi rồi. Tới đây là mỏi rồi. Ba cái đồ giỡn này. Rồi rồi. Anh lộn lộn làm lại từ đâu. Em mệt chị dạo đi chị dây. Đây đây em. Đi. Được, cái tay ra ngoài qua, vô trong qua. Go, go. Cực quá. Trời ơi, chơi cực quá. Hay quá. 30 giây còn lại. Đội này sống sao á, thiệt á. Ê khoan, anh nói nghe nè, mình đâu cần đốt đi, đưa đây đi, đâu cần đốt rồi mình đi tới đây kìa, cái mình mở lên, cái mình thở mình chơi tiếp. Vậy luôn là thấy thương quá. 10 giây còn lại, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Qua vào trong rồi mày. Hết giờ. Qua vào người mà. Hết giờ. Cái này không tính. Tính ra đội mình thua chót luôn. Tôi mệt quá, tôi đốt từ chơi. Đội Mã Văn Khoa Cây Trần mang về 1, 2, 3, 4. Đội Vĩ Già mang về 5. Và đội Hardy World mang về 6. Chiến thắng thuộc về Hardy World và cặp môi lạng lách anh Tú. Các bạn có cảm xúc gì về khi chơi trò chơi này? Không công bằng. Tại sao? Đang quẹt cái hộp quẹt hết ga. Em ấy thật giống như em mới gây trò nhà sản xuất vậy đó. Tự bày trò này ra, tự đốt, tự chơi, cuối cùng thua. Bắt đầu.
Nhớ này không được dùng tay nha. Wow. Mẹ. Trời có đồng trời đó. Làm lại từ đầu. Bỏ đũa xuống. Ôi, làm lại từ đầu. Quan trọng là giữ được cái đũa đó. Thổi đi, thổi đi. Không, dùng tay làm lại từ đầu. Dạ, khó dùng tay làm lại từ đầu. Dễ rớt đũa lắm. Dễ rớt. Làm lại từ đầu. Tôi làm dễ với người làm khó lắm. Ủa anh này thở bằng miệng hay bằng mũi? Em thấy cái thi thở bằng mũi á. Nghĩ sao tắt thôi, thở bằng cái gì cũng được. Thả miệng ra. Bé này. Thở bằng mũi hả? Bằng miệng bằng mũi cũng được. Trời ơi, cái là mũi ghét không? Ôi trời, trời. Chị là môi thừa lừ chứ không phải là môi truyền chuyển nữa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chuyên nghiệp quá. Đáng quá chị ơi. Cái đâu người ơi. Quá chuyên nghiệp. Ôi dở xuất sắc cho dở. Chị ơi, em có lỗi với chị quá. Khoa ơi, châm lẹ đi Khoa ơi. Đây đây, tới đang châm đây. Khả năng là một cái đèn đó là rớt nè. Đứng lên là rớt. Rồi, lăn lại rồi. Ơ, cái này nó cái... Qua chị giả đi, chị giả, qua chị giả đi, cho nhanh. Nó mỏng quá. Úi giời ơi. Cái môi giả kìa. Bờ môi lay động lòng người là đây. Trời, bé thổi giỏi ghê. Có cái cục gì đây ta? Chuyên nghiệp. Đơn giản quá mà thôi. Đúng là có lên, có lên, có lên. Trời, bà Thi bắt bà lé luôn. Trời ơi, trời ơi. Mít Thi bắt bà lé luôn. Sắp rớt rồi, sắp rớt rồi, sắp rớt rồi, sắp rớt rồi, sắp rớt rồi. Mít Thi nãy giờ chưa em được cây nào. Em chưa được cây nào nha Mít Thi. Mít Thi cho tiếp, một người hoàn thành được một cây thì người kia mới chơi. Vậy nãy giờ em chơi hai cây rồi. Lát đầu tính. Lát đầu tính. Sao cái mồm chị điêu luyện thế? Trời bé, trời ơi bé, trời ơi trời. Nó trời, nó cái méo của cái thổi. Rồi, từ đâu? Mấy cái thổi thổi ấy. Mấy cái dùng mồm ấy, trời ơi, dạ ghê lắm. Anh em đỡ cái kính là nó đỡ được cái đũa. Được cái đèn thứ tư cũng tắt à, cũng rớt à. Đưa cái mỏ cong lên. Ngước cao lên. Đúng như vậy, ngước mặt cao lên. Ngước cao lên. Dạ thì tới rồi, dạ thì. Đúng, thả đi. Rồi, ngước cao lên. Rớt nè, rớt nè. Rồi, cái mỏ cho. Nhưng mà cũng rớt ở đây à. Dạ. Ui giời. Dạ, chuyên nghiệp thiệt luôn á. Chuyên nghiệp luôn á. Dạ là chuyên môn thổi thiệt. Trời ơi. Nhưng mà tôi tin rằng Harry chơi trò này cũng không kém làm đi dạ đâu. Thôi được rồi, được rồi. Vô. Điệu đeo kiến chi không biết nữa kìa. À, vô bút rồi, vô bút rồi. 30 giây còn lại. Go. Khoa ơi, nhanh tay lên Khoa ơi. Thôi bà nhanh thiệt luôn á, bà thổi chưa thiệt. Hay thiệt. Thổi muốn văng cái tim đàn luôn. Hết giờ, chúng ta bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây nhưng mà phạm luật 1 cây nên chúng ta còn 5 cây. Chúc mừng các bạn mang về 5 chiếc đũa.
với khả năng thổi tinh tế của Lâm Vy Dạ thì các bạn mang về được 5 chiếc đũa. Chúng ta chờ đón cặp tiếp theo, anh Tú và Harry Won. Wow, cái mồm điêu luyện. Chưa gì là thấy lo rồi. Đây rồi. Ok. Rồi. Rồi em chơi trước, trước nha. Ờ em chơi mấy trước đứa đi. Tăng động mình không được cái mà. Nào quá. 2 phút bắt đầu. Ghê à? Chị phải uyển chuyển như đội chị á, chị đi. Còn Harry nó thổi thỏ thẻ vậy. Tớ mồm chuyên nghiệp mà cậu. Không sao đâu chị ạ. Trời ơi. Trời có chừng trái cái bộ. Có chừng cái nước đèn cày nó văng. Chị đi đừng để gần quá. Mình cháy mỏ đấy. Hỏng mồm đấy chị Di à. Chật hình đấy. Hay quá. Đây điểm cũ vẫn rất là như xưa. Ôi trời ơi. Ôi cái mỏ kìa. Trời ơi hay quá. Hay quá. Wow. Nhanh nhẹn nào, nhanh nhẹn nào. Không có uyển chuyển. Uyển chuyển đâu? Uyển chuyển đó. Quá. Hay thiệt. Uyển chuyển, uyển chuyển. Biến chứ. Sống chậm lại một chút xíu đi. Uyển chuyển đâu? Uyển chuyển đâu? Uyển chuyển đâu? Sợ cháy mộ. Sợ châm không kịp nữa nè. Trời, trời, hư lửa mũi, hư lửa mũi. Là, hay quá, go. Đi chuyển nào. Mệt, mệt lắm, mệt lắm. Đi chuyển, chuyển. Lên, lên. Cậu ơi. Để đi. Cái này nó quy định vừa làm vừa hát nó vui. Hát nghe Tú, Tú hát bài nghe chơi. Vừa làm mà vừa kể một câu chuyện cổ tích á. Let's go. Chuyên nghiệp 30 giây. Chị đi đã có kinh nghiệm. Có lên. 20 giây. Mười lăm giây. Đây không dùng tay nha. Rồi hết giờ luôn rồi cưng ơi. 10 giây. 5 giây thổi chỗ này đi cậu. Tỏa sáng nào. Cái mồm uyển chuyển. 5 giây. Không thể coi thường bờ môi đội này được. Hay quá, mỗi cái miệng hay quá. Đây là số lượng đũa mà Harry Won và anh Tú mang về. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin chúc mừng. Có nghĩa là đã chiến thắng đội Lâm Vĩ Dạ và Miss Thi. Mời đội cuối cùng. Yeah. Mạc Văn Khoa. Em xin làm người đốt đèn.